Thái tử Chính Nghĩa đi cùng hoàng tử A Dinh ghé thăm công chúa Thái Lan Kim Xuyến. Sáng nay thái tử ngủ dậy thì bỗng nhiên muốn xuất cung đi mua sắm, thế là thái tử mới xin con nhỏ họ Quan 200 ngàn. Có cái quần đùi này chứ đó mà 200 ngàn. Có cái quần đùi cũng được, có còn hơn không nè. Sau khi tới khu chợ của chốn kinh đô, vì không có tiền cho nên thái tử phải xách cái quần đùi đi bán. Mà mùa này xài thành mưa gió quá, người dân người ta lo về nhà không mà ai đâu quan tâm tới thái tử. Không một ai rủ lòng thương hút giùm cái quần đùi. Xong rồi có một nam nhân lạ mặt đã tới hút chiếc quần đùi 190 ngàn. Để tri ân ảnh đã dám mua chiếc quần em đã thối lại anh 2 ngàn lấy lọc. Trời ơi, sao khúc này trời mưa lớn quá, chưa kịp nói anh ơi chiếc quần này là quần nữ. Thôi có gì để ông đem về cho bạn gái mặc cũng được. Sau khi tiễn cái quần đi và thu về 188 ngàn cộng với 100 ngàn lụm trước cửa nữa, thái tử có tổng cộng 288 ngàn dằn túi. Lời hay nãy giờ thì thái tử mới bước vô được chảnh beauty đường của Kim Xuyến tiểu thư. Bên cạnh thì có hoàng tử A Dinh và Châu Mama. Xuyến tiểu thư đãi khách bằng một thứ thức uống gọi là cổ loa cổ la, nhập về từ xứ sở Phù Tang. Sau khi uống thì thái tử thấy mùi nó giống coca Việt Nam. Sau đó thì thái tử được mama tổng quản của chảnh beauty đường giới thiệu những cái sản phẩm mới nhập về. Ví dụ như cái chai dầu gội khô này được giới thiệu là chỉ có 69 lượng bạc thôi. Đỡ mất công gội đầu sấy tóc, đỡ tốn tiền điện rồi đó. Đỡ tốn tiền điện, tốn tiền mua chai này, tốn tiền xăng nữa. Chúng ta sẽ cùng coi mỹ phẩm ha. Đây. Mua gì? Mua mỹ phẩm. Có đủ không mua? Mua sữa tắm. Mày có đủ tiền không? Không có đủ tiền nhưng mà mình có miệng. Mình xin. Không mẹ bảo không cho. Kỳ bỏ lại đi mày ơi. Chai sữa tắm này thơm á chị Tiến ha. Tiến ơi. Ủa bà ghi. Ê cái đó mắc lắm đó. Gấp 4 lần số tiền mày đang có không đó cha. Ủa sao mày kiểu mày khinh thường tao nhở? Tao không có tiền mà tao có lòng. Lòng tin là chị Tiến chị sẽ cho tao thiếu nợ. Ghi sổ. Không lấy cái mặt gì mà ăn giật. Thì cũng giật, giật cũng một vài người thôi, mình đâu có giật hoài. Đúng không? Mưa nào mà không tạnh. Đó mũi này nè. Rồi mua đồ ăn. Mình làm thái tử chứ mấy lúc mình xa cơ thất thế mình không có tiền nó cũng khinh mình lắm mọi người. Để chấm xí bà Xuyến cô nương mới mặc cái quần của cái ông hồi nãy đưa bà hay sao á. Đúng là kinh nghiệm thương trường sâu đậm, ra báo giá li li luôn. Kiểu bút nhìn cho mấy đứa mỏ bự này. Bao nhiêu chị? 39 ngàn. 39 ngàn lấy cây thôi. Nó kiểu bỏ đông lại sao mình nút 39 ngàn luôn. 39 với 39 78. 19. Vậy thôi lấy màu hồng lắm. Màu hồng ăn cho nam tính. 78 dưới 19. 97 ngàn. Kiểu xài, có nhân xài 39 ngàn. Nhân bên trong nó dẻo vậy nè. 136. Trời ơi, cái chảnh beauty đường này thương mại tấp nập quá. Mới đứng con xíu rồi có hàng mới về nữa. Bánh này là 59 ngàn. Là 195. Dễ thương ha, như cái bông giấy tay vậy. Chúng ta chỉ cần 59 ngàn để sở hữu một chiếc siêu xe bên trong. Thái tử tính lấy cái này, nhưng mà nghĩ lại biết bao giờ có thái tử phi có con đâu mà lấy. 39 ngàn. 39 với 195 là 234. Mời em biết đầu đấy. Chắc lần sau không có ghé nhà Xuyến cô nương nữa. Sao cứ gặp mặt thái tử là bà dí cái hộp thăm nách. 75 ngàn ba chai đó. Giờ thái tử còn lại trong ngân quỹ có mấy chục ngàn à, đủ mua 2 chai à. Rồi thái tử tới tính tiền hết 284 ngàn. Thôi em ngàn luôn á. Xong xuôi là thái tử tạm biệt A Dinh hoàng tử và Xuyến cô nương đi về. Làm liền luôn. Có 25 ngàn.